Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Talk Tiếng Việt của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới để xây dựng kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Và sau đây, thông tin chính chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn như sau. Dù có phong độ rất tốt trong máu câu lạc bộ nhưng trung vệ Aymeric Laporte và tiền đạo Alexander Lacazette thêm một lần nữa không được huấn luyện viên Didier Deschamps đoái hoài. Để chuẩn bị cho 3 trận đấu quốc tế sắp tới, huấn luyện viên Didier Deschamps đã lên danh sách triệu tập 23 tuyển thủ Pháp. Đáng chú ý, hai ngôi sao hàng đầu Premier League hiện tại, trung vệ Aymeric Laporte của Man City và tiền đạo Alexander Lacazette của Arsenal tiếp tục bị chiến lược gia 50 tuổi ngó lơ. Dù là lựa chọn số 1 của nhà đương kim vô địch Premier League Man City ở vị trí trung vệ, nhưng Laporte vẫn không được huấn luyện viên Deschamps đoái hoài. Sắp bước sang tuổi 25, nhưng ngôi sao của The Citizen chưa từng được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Pháp. Ngoài Les Bleus, Laporte còn được lựa chọn khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha và anh hoàn toàn có thể cân nhắc nếu được huấn luyện viên Luis Enrique đưa ra lời mời. Sự vắng mặt của Lacazette cũng gây không ít tranh cãi khi anh được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Arsenal với 19 bàn thắng cùng 13 đường kiến tạo và giúp pháo thủ vào đánh chung kết Europa League. Tiền đạo 27 tuổi đã không được lên tuyển suốt từ tháng 11/2017. Lý giải cho quyết định của mình, Rin de Cham chỉ nói rằng đây là vấn đề liên quan đến chuyên môn và Wissam Ben Yedder của Sevilla cũng đã có một mùa giải tuyệt vời, thường xuyên ghi bàn trong trận đấu lớn. Nhưng cái tên lần đầu được huấn luyện viên Deschamps triệu tập ở lần tập trung này, đáng chú ý nhất là Clément Lenglet, trung vệ 23 tuổi vừa trải qua mùa bóng đầu tiên khoác áo Barcelona nhưng đã chơi rất tốt và đánh bật người đồng hương Samuel Umtiti để giành suất đá chính. Theo lịch, đội tuyển Pháp sẽ tiếp đón Bolivia trong trận giao hữu diễn ra vào đêm ngày 3 tháng 6, trước khi đá hai trận vòng loại Euro 2020 với Thổ Nhĩ Kỳ đêm ngày 9 tháng 6 và Andorra vào đêm ngày 12 tháng 6. Câu lạc bộ Arsenal xác nhận tiền vệ Henrik Mkhitaryan sẽ không có tên trong danh sách tham dự trận chung kết Europa League 2018-2019 ở Baku do những căng thẳng chính trị giữa Armenia và Azerbaijan. Sau khi sân vận động Olympic tại thủ đô Baku, Azerbaijan chính thức được UEFA lựa chọn là địa điểm diễn ra trận chung kết Europa League 2018-2019. Phía Arsenal đã tỏ ra rất lo ngại về trường hợp của tiền vệ Henrik Mkhitaryan. Cầu thủ này là người Armenia, đất nước đang có xung đột ngoại giao rất căng thẳng với Azerbaijan. Vào vài ngày trước, Liên đoàn bóng đá Azerbaijan đã đưa ra tuyên bố chính quyền nước này sẽ đảm bảo cung cấp mọi điều kiện để Mkhitaryan an toàn tới Baku thi đấu. Điều này khiến rất nhiều cổ động viên của Arsenal vui mừng vì cầu thủ người Armenia là một trong nhân tố chủ chốt trong đội hình của pháo thủ. Tuy nhiên, dù Mkhitaryan đã được đảm bảo có thể tới Baku cùng các đồng đội, những nghi ngại về sự an toàn của cầu thủ này vẫn còn đó. Mới đây, phía Arsenal đã chính thức xác nhận Mkhitaryan sẽ không có tên trong danh sách tham dự trận chung kết Europa League 2018-2019 ở Baku. Chúng tôi rất thất vọng khi phải thông báo rằng Henrik Mkhitaryan sẽ không đi cùng cả đội tới Baku để tham dự trận chung kết Europa League với Chelsea. Tiền đạo kỳ cựu người Pháp Olivier Giroud đã chốt tương lai bằng cách ký bản hợp đồng mới có thời hạn 1 năm với Chelsea. Hợp đồng cũ của Olivier Giroud với Chelsea chỉ còn thời hạn đến tháng 6 năm nay. Tiền đạo 32 tuổi người Pháp nhiều lần ngỏ ý muốn rời Stamford Bridge vì không có cơ hội thi đấu thường xuyên. Tuy nhiên, anh đã đồng ý ở lại thêm 1 năm sau khi được ban lãnh đạo The Blues thuyết phục. Kể từ khi gia nhập Chelsea vào tháng 1 năm 2018, cựu tiền đạo Arsenal đã ghi được 17 bàn thắng sau 62 trận ra sân. Ở mùa này, Giroud đã ghi được 10 bàn tại Europa League, góp công lớn đưa Chelsea vào đến trận chung kết. Chia sẻ về bản hợp đồng mới với Chelsea, Giroud nói: "Tôi rất hạnh phúc khi ký hợp đồng mới. Tôi thực sự muốn ở lại đây thêm 1 năm nữa. Tôi cảm giác mình là một phần của đội bóng, của gia đình này và hy vọng chúng tôi sẽ cùng nhau giành thêm các danh hiệu." Bên cạnh việc tìm kiếm các tân binh phù hợp, đội ngũ huấn luyện của Ole Gunnar Solskjaer còn hạ quyết tâm nâng tầm các cầu thủ có sẵn ở Man United. Mùa giải vừa qua, MU chỉ về đích thứ 6 ở Premier League và không có vé dự Champions League. Sau 3 tháng khởi đầu như mơ, dưới thời tân huấn luyện Ole Gunnar Solskjaer, Quỷ đỏ sa sút không phanh và có nhiều màn trình diễn bạc nhược. Hầu hết người hâm mộ và các chuyên gia đều cho rằng MU phải thay máu toàn bộ đội hình nếu muốn cạnh tranh các danh hiệu lớn. Tuy nhiên, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer thừa nhận MU không thể mua đến 6-7 cầu thủ trong một kỳ chuyển nhượng. Chính vì thế, ngoài việc lựa chọn các tân binh phù hợp, ban huấn luyện viên của Solskjaer cũng quyết tâm cải thiện các cầu thủ có sẵn ở Old Trafford. Huấn luyện viên đội 1 của MU, Kieran McKenna nói: "Tôi nghĩ điều quan trọng nhất đối với các huấn luyện viên ở đẳng cấp này luôn là tìm cách cải thiện sức mạnh vốn có của đội bóng. Sau đó chúng tôi cần đưa ra các ý tưởng mới và giữ cho mọi thứ luôn mới mẻ, thú vị với các cầu thủ, qua đó đảm bảo ra bạn luôn duy trì các thử thách với họ. Rõ ràng rất nhiều cầu thủ đã ở đẳng cấp cao nhất và chơi với đẳng cấp cao nhất của họ. Vì vậy chúng tôi cần tạo ra các thử thách đủ lớn để thúc đẩy họ tiến lên một đẳng cấp mới. Nếu làm được điều đó, toàn đội cũng sẽ đi lên. Chúng tôi đang có ban huấn luyện giàu kinh nghiệm và rất đa dạng. Tôi nghĩ chúng tôi bổ sung rất tốt cho nhau và chúng tôi có thể tạo ra điều gì đó trong mùa giải mới." Bên cạnh đó,
Kieran McKenna cũng nhắc nhở các cầu thủ MU cần đặt câu lạc bộ lên trên hết. Ông nói thêm, ở MU, bạn phải là cầu thủ vì tập thể. Tôi nghĩ các cầu thủ hàng đầu từng ở đây đều là những người chấp nhận hy sinh bản thân vì đội bóng, đặt câu lạc bộ và đội bóng lên trên hết. Tôi nghĩ đó là cá tính mà chúng tôi muốn thấy ở các cầu thủ. Những hình ảnh đầu tiên của ngôi sao người Mỹ tại London đã được công bố. Trở thành người của nước xanh thành London từ kỳ chuyển nhượng tháng riêng vừa qua với mức phí 58 triệu bảng. Tuy nhiên, phía Chelsea vẫn để anh ở lại Bundesliga nhằm hoàn thành trọn vẹn mùa giải 2018-2019 cho Borussia Dortmund. Sau trận đấu cuối cùng khoác màu áo vàng đen vào hôm 18 tháng 5 vừa qua, dù đã cùng đoàn quân của Lucien Favre chiến thắng trước Mönchengladbach, nhưng với việc Bayern Munich vùi dập Frankfurt đến 5-1, đội bóng hùng rơ đành ngậm ngùi kết thúc ở vị trí Á quân, dù họ từng có thời điểm vượt trên hùng xám rất nhiều ở giữa mùa giải. Trước đó tại vòng đấu 33 khi tiếp đón Fortuna Düsseldorf ngay trên sân nhà, Pulisic đã được ban lãnh đạo cũng như người hâm mộ tri ân bằng một buổi chia tay xúc động ngay tại Signal Iduna Park. Trong trận đấu ngày hôm đó, Christian Pulisic tung ra sân ngay từ đầu và cầu thủ người Mỹ đã không kìm nổi những giọt nước mắt trong lúc đi vào sân từ đường hầm. Bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 41 là pha lập công thứ 19 của anh cho đội bóng vùng rơ. Sau đó anh rời sân ở những giây phút cuối cùng của trận đấu trong tiếng vỗ tay rầm vang từ bốn phía của sân bóng. Sang đến ngày hôm nay, cầu thủ 20 tuổi đã chính thức trở thành người The Blues và anh đã đến sân Stamford Bridge nhằm chụp lại những kỷ niệm đầu tiên trong màu áo mới. Đây quả thực là một sự trải nghiệm trên mức tuyệt vời. Tôi được đến Anh thi đấu và được sử dụng ngôn ngữ địa phương và gặp gỡ những người đồng đội mới. Tôi đang rất hồi hộp chờ đợi mọi thứ. Tuyển thủ đến từ Hoa Kỳ trả lời trên tờ Daily Mail. Một trong giấc mơ từ thuở nhỏ của tôi là được đứng tại đây và được chơi tại ngoại hạng Anh, trở thành một phần trong đại gia hình Chelsea là một vinh dự vô cùng to lớn và đáng tự hào. Cầu thủ chạy cánh của Bournemouth, Ryan Fraser đang nằm trong tầm ngắm của Liverpool. Trong mùa giải vừa qua, Ryan Fraser đã nổi lên trở thành một hiện tượng tại Premier League. Không chỉ sở hữu một tốc độ tốt, mà cầu thủ chạy cánh của Bournemouth còn rất biết tạo ra những tình huống nguy hiểm thông qua đường truyền của mình. Thực tế, kết thúc mùa giải 2018-2019, Ryan Fraser cũng là cầu thủ sở hữu nhiều tình huống kiến tạo thứ hai tại Premier League với 14 lần dẫn cỗ, chỉ kém thành tích của người về nhất là Eden Hazard của Chelsea là một pha kiến tạo. Hiện mức giá của Ryan Fraser đang là 30 triệu bảng. Tuy nhiên, Liverpool lại đang có những dự tính riêng để có thể chiêu mộ cầu thủ người Scotland này với số tiền là 0 đồng. Cụ thể, hợp đồng hiện tại của Ryan Fraser với Bournemouth sẽ hết hiệu lực trong 12 tháng nữa và Liverpool đang muốn đợi đến thời điểm đó để có thể đưa Fraser về với Anfield theo dạng chuyển nhượng tự do. Được biết, bản thân Fraser cũng không có định gia hạn với Bournemouth để tìm kiếm cơ hội đầu quân cho những đội bóng lớn hơn. Tuy nhiên, đây là một nước cờ khá mạo hiểm dành cho Liverpool khi hiện tại Fraser cũng đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các ông lớn tại Premier League như Arsenal hay Tottenham. Manchester City đang có kế hoạch đổi chéo tiền đạo Gabriel Jesus với Atletico Madrid để lấy tiền vệ Rodri. Với mục tiêu tìm kiếm một nhân tố thay thế lâu dài cho lão tướng Fernandinho, Man City đã liên hệ với rất nhiều đội bóng để mong có được cầu thủ mình cần. Mục tiêu mới nhất của Man City theo The Sun đó chính là tiền vệ Rodri. Rodri năm nay 22 tuổi và mới đặt bút ký bản hợp đồng có thời hạn 5 mùa giải với Atletico Madrid vào mùa giải năm ngoái. Sự hiệu quả trong các tình huống kiểm soát khu trung tuyến của Rodri chính là những yếu tố quan trọng giúp cho đội bóng thành Madrid cán đích ở vị trí thứ hai tại La Liga sau Barcelona. Chính vì điều này, việc tiếp cận Rodri hoàn toàn không phải là một nhiệm vụ dễ dàng dành cho Man City. Để giải quyết vấn đề này, các nhà đương kim vô địch nước Anh đã nghĩ đến một phương án, đó là đổi chéo tiền đạo Gabriel Jesus với Atletico Madrid để đổi lấy Rodri. Đây là một giải pháp không tồi dành cho Atletico khi họ cũng đang rất cần thêm một tiền đạo trong mùa hè sau khi Antonio Griezmann đã xác nhận việc chia tay đội chủ sân Guana Metropolitano sau 5 mùa giải cống hiến. Mùa này tuy chỉ là một kép phụ trên hàng công của Man City, nhưng Gabriel Jesus cũng đã có 21 pha lập công sau 47 trận ra sân. Cầu thủ chạy cánh Daniel James cho Swansea đã đồng ý các điều khoản cá nhân trong bản hợp đồng đầu tiên của Manchester United trước mùa giải mới. Sau khi không thể chen chân vào top 4 của Anh 2018-2019, Quỷ Đỏ thành Manchester ngay lập tức có động thái bổ sung nhân sự. Tờ Sky Sports đưa tin, cầu thủ Daniel James của Swansea đã rất gần với bản hợp đồng đầu tiên của huấn luyện Ole Gunnar Solskjaer tại sân Old Trafford. Mặc dù hai đội bóng chưa đồng nhất thỏa thuận chuyển nhượng, các cuộc đàm phán vẫn diễn ra và James sẽ sớm trở thành thương vụ đầu tiên của MU trong mùa hè này với mức phí 15 triệu bảng. James, 21 tuổi, vẫn còn một năm gắn bó với Swansea theo điều khoản hợp đồng. Anh từng suýt gia nhập Leeds United tháng 1 năm nay, nhưng phi vụ đổ bể trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Cầu thủ trẻ xứ Wales có thể chơi tốt ở cả vị trí chạy cánh và tiền đạo. Anh được đánh giá cao về khoản tốc độ, điều mà các cầu thủ chạy cánh của MU gặp nhiều vấn đề. Khả năng kiểm soát rê bóng truyền chọc khe của cầu thủ 21 tuổi này cũng được giới chuyên môn đánh giá khá cao.
James vừa có tên trong đội hình xứ Wales của huấn luyện Ryan Giggs tham dự chương trình huấn luyện ở Bologna để chuẩn bị bước vào vòng loại Euro 2020 đối đầu với Croatia và Hungary. Cầu thủ 21 tuổi đã có pha lập công đầu tiên cho máu đội tuyển quốc gia ở trận Wales thắng 1-0 trước Slovakia tại Cardiff tháng 3 vừa qua. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Và đừng quên nhấn subscribe ký để nhận thông tin mới nhất từ channel nhé. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.